Trong phần này, chúng ta vẫn tiếp tục tìm hiểu về công thức tích phân từng phần. Với ví dụ là tính tích phân x mũ 3 nhân e mũ x bình phương dx. Để giải tích phân này, chúng ta sẽ đặt u là x bình phương, còn dv là x e x bình phương dx. Sở dĩ chúng ta đặt như vậy vì khi đặt như thế thì có nhiều cơ may sẽ tính được v bằng cách v bằng tích phân của x e x bình phương qua phương pháp tích phân đổi biến. Như vậy, bằng cách lấy vi phân của u, chúng ta sẽ được du bằng 2x dx. Còn để tính v thì ta thấy v sẽ bằng tích phân của x e mũ x bình phương dx. Thì viết dạng vi phân chúng ta có thể viết như sau là tích phân của e mũ x bình phương d của x bình phương chia 2. D của x bình phương bằng 2x dx. Như vậy 2 đơn giản với 2 hết, chúng ta quay trở lại tích phân ban đầu. Khi viết như vậy có nghĩa chúng ta tính được v bằng 1 phần 2 e x bình phương. Thay vào công thức bên trên, chúng ta sẽ có tích phân y bằng u nhân v, tức 1 phần 2 x bình phương e x bình phương trừ v du, tức tích phân 1 phần 2 e x bình phương nhân 2x dx. Với tích phân cuối, ta đơn giản 2 lấy tích phân tương tự với cách tính v bên trên. Vì đây là tích phân của x, e x bình phương, dx. Chúng ta sẽ có kết quả 1 phần 2 e x bình phương cộng hằng số c. Đấy. Đây là đáp số cuối cùng của bài toán.